Trong các triều đại từ xưa đến nay, luôn tồn tại những cao nhân có khả năng tiên tri kỳ tài, ví như Gia Cát Lượng khi còn sống đã tính ra được vận mệnh của Thục Hán sắp tận. Dù bản thân ông có dốc sức thế nào cũng không thể xoay chuyển. Hứa Phụ, nữ nhân xem tướng đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, nhìn thấy trước sự diệt vong của nhà Tần. Lý Thuần Phong tiên đoán sự sụp đổ của nhà Đường. Vào thời nhà Thanh cũng từng có một vị cao tăng sớm đoán trước được sự kết thúc của nhà Thanh thông qua 14 chữ tiên tri. Cao tăng để lại 14 chữ tiết lộ sự diệt vong của nhà Thanh. Năm Thuận Trị lên ngôi, khi đó ông mới 6 tuổi. Lúc mới đăng cơ, ông được phò trợ bởi hai người nhiếp chính là Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn và Trịnh Thân Vương Tế Nhĩ Cáp Lãng. Theo ghi chép, từ năm 1643 đến năm 1650, quyền lực chính trị tập trung chủ yếu trong tay Đa Nhĩ Cổn. Mãi đến năm 1650, Đa Nhĩ Cổn qua đời. Hoàng đế Thuận Trị năm ấy 13 tuổi bắt đầu tự mình chấp chính. Lúc này, Đại Thanh dù chiếm đóng phần lớn lãnh thổ của nhà Minh, nhưng Thuận Trị vẫn phải đối mặt với sự chống trả quyết liệt của lực lượng phản Thanh phục Minh. Chưa kể, ông còn phải sửa lại mớ hỗn độn của tiền triều để lại. Sau khi nhà Minh sụp đổ, các quan chức tham nhũng liên thủ với nhau để thâu tóm quyền lực. Thuận Trị buộc phải mạnh tay trong việc thanh trừng các quan lại tham ô. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả công việc của các quan chức, Thuận Trị đã sử dụng lại các quan chức người Hán. Ông cũng khuyến khích nhân dân khai khẩn đất hoang, ban hành thuế khóa lao dịch toàn thư để cứu vãn nền nông nghiệp đang bên bờ vực suy sụp về chiến tranh của đất nước. Những biện pháp này quả thực đã giúp nhà Thanh từng bước ổn định lòng dân. Qua đây có thể thấy Thuận Trị là một hoàng đế hết lòng vì nước vì dân. Do vậy ông luôn canh cánh trong lòng về sự tồn vong của triều đại. Khi đó có một vị cao tăng nổi tiếng tên Ngọc Lâm Thông Tú, là người có thể tiên đoán chính xác nhiều sự kiện. Ngay khi biết đến danh tiếng của cao tăng, hoàng đế đã tìm mọi cách để gặp mặt được ông. Tiên đoán của cao tăng. Sau khi triệu kiến được cao tăng Ngọc Lâm Thông Tú, Thuận Trị đã hỏi ông rằng: "Đại sư, ta muốn hỏi Đại Thanh sẽ tồn tại trong bao lâu?" Nhận thấy Thuận Trị hoàng đế cũng là một vị vua sáng suốt, nhân từ, cao tăng bèn tiết lộ 14 chữ: "Thập đế tại vị, cửu đế tù, hoàng hữu nhất đế tại U Châu." Tức, hoàng đế thứ 10 tại vị, cửu đế bị cầm tù, còn có một hoàng đế khác ở U Châu. Sau đó Thuận Trị dẫu có hỏi thêm, ông cũng kiên quyết không nói thêm một lời. Tuy chưa lý giải được hết ý nghĩa của những lời cao tăng tiết lộ, nhưng Thuận Trị vô cùng chú ý tới 14 chữ này. Ông đã truyền lại cho đời sau như một lời cảnh báo. Tuy nhiên, câu nói này suýt bị lãng quên trong thời Khang Càn thịnh thế. Mãi cho đến khi hoàng đế cuối cùng là Phổ Nghi xuất hiện, lời tiên đoán mới dần được chứng thực. Nếu tính Thuận Trị là hoàng đế đầu tiên của nhà Thanh sau khi vào Trung Nguyên, thì Phổ Nghi vừa hay là hoàng đế thứ 10. Điều này ứng với vế đầu của 14 chữ mà cao tăng đã tiên đoán: hoàng đế thứ 10 tại vị. Còn vế thứ hai, cửu đế bị cầm tù, lại ứng với hoàng đế Quang Tự, người kế vị trước Phổ Nghi, cũng được coi là hoàng đế thứ 9. Ông đã bị Từ Hy Thái Hậu giam lỏng trong cung điện cho đến khi qua đời. Ở vế cuối cùng, còn có một hoàng đế khác ở U Châu, lại tiếp tục là một tiên đoán liên quan tới Phổ Nghi. Tiên đoán này ứng với giai đoạn Phổ Nghi thoái vị sau cuộc cách mạng Tân Hợi do Tôn Trung Sơn lãnh đạo. Phổ Nghi được giữ lại tước vị hoàng đế, nhưng thực tế chỉ là hư danh. Năm 1924, cựu hoàng bị tướng Dân Quốc Phùng Ngọc Tường trục xuất khỏi Tử Cấm Thành và buộc phải sống lưu vong. Từ sau năm 1925, ông chuyển đến sống tại vùng Thiên Tân, lúc đó bị quân Nhật chiếm đóng. Ở thời cổ đại, Thiên Tân thuộc vùng Đông Bắc của Trung Quốc, vốn được gọi là U Châu. Điều này đúng với việc vào năm 1932, Phổ Nghi được người Nhật dựng lên làm hoàng đế Đại Mãn Châu Quốc, cũng giống như câu
còn có một hoàng đế khác ở U Châu.